Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình là Thành MC đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City. Thì nếu anh em mà thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Chúng ta sẽ là tiếp tục đi thu hoạch các cái điểm coin đã. Tại vì sắp qua cái cột mốc 9 giờ rồi. Trước 9 giờ mà mình không thu hoạch là mình sẽ bị reset lại 600 điểm. Chúng ta hiện tại lúc nãy đang có là tầm khoảng hơn 500 điểm và mình sẽ cố gắng lên được tầm khoảng là 1.100. Thì hôm qua mình định nạp tiền vào mua cái hòn đảo kia nhưng mà cái thẻ mình bị lỗi, chắc tầm một tuần nữa thì nó mới có thể là mở lại cái thẻ đấy được. Và cho sẽ đợi khoảng một tuần sau và mình sẽ mua lại cái khu đất này nha. Gần như chắc chắn mình sẽ mua cái khu đất này tại vì nó rất là đẹp, nó có thể để rất là nhiều cái môi trường sống này, cũng như là trong đó có game, có khoảng 200 cục op. Nó sẽ có khoảng 100 game. Và cái khu đất đấy thì chỉ mua được bằng tiền thôi, không thể nào mua bằng vàng với mua bằng game được. Hiện tại thì chúng ta đang có hơn 1.000 điểm và chúng ta đã mắc cái số điểm đang có đấy. Và mình sẽ đi. Hôm qua thì nhà mình mất điện nên mình không thể làm được cái clip cho anh em xem buổi tối được. Hơi buồn. Hôm qua trời mưa to quá thế thành ra mất điện. Và hôm qua thì mình đã có đi cái con Legendary về đích rồi. Cái con đây này, cái con ngọc rồng, con Luminaire này đi về đích rồi. Và bây giờ ta sẽ đi tiếp đi con này đi để lấy thêm cái hòm Legendary. 200 điểm một ước à? Mình cần ít nhất là bao nhiêu bước để đến cái hòm nhỉ? Chúng ta sẽ có mấy cái hoa op vớ vẩn thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 bước nữa sẽ tới được cái hòm. Chúng ta sẽ mất 200 đồng này. 200 đồng tiếp theo này. Ta sẽ được thêm một cục op gì đây? Chúng ta sẽ được cục op của Mami à? Có khá là nhiều rồng đấy. Chúng ta được thêm 5.000 thức ăn này. Ui, một bước giờ sẽ là 500 điểm cơ. Hình như là trước mỗi cái op thì nó sẽ là rất là đắt, còn bước thường thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Hiện tại chúng ta còn được duy nhất một con này thôi. Và cái mảnh của Galaxy Fire của mình thì được 91 mảnh rồi. Đây, anh em xem luôn. Galaxy Fire đúng không? Fire đó. Twitter 102, mình được thêm hẳn một con Twitter kìa. Galaxy thì có 91, còn thiếu 9 mảnh thôi là mình sẽ đủ bộ. Và cái quả trứng này thì sắp được triệu hồi rồi. Còn Crystal Fire sau triệu hồi ra. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nở một số con đi nhờ. Ở đây mình có tận 2 chuồng mình chưa cho sinh sản này. Mình sẽ cần rebreed lại xem nào. Và ở đây ta sẽ hai con hệ pua với nhau bao tiếng đây. Hy vọng sẽ được vài ngày, nếu thời gian vài ngày chắc chắn sẽ ra được một con legend mới. Nhưng hình như đây cũng không phải. Ok, mình sẽ chắc mình sẽ bán bớt một số con này đi thôi. Hoặc là phân tách mảnh rồng. Recon được chưa nhỉ? Chắc là được rồi. Hôm qua chưa cho. Mình sẽ cho con hệ pua vào đây. Mấy con này đều cần phải sinh sản đúng không? Chắc mình sẽ lấy một con trước á. Con level 10 này được. Bận à? Đang bận sinh sản à? Tưởng chỉ có một vài con bận thôi chứ nhỉ? Mình thử xem có thể cho thêm một con ra đây không? Đấy, có thể cho thêm được một hai con ra đây này. Để có thể recon thêm mảnh rồng. Đó, rồi. Để bắt đầu là recon. Chúng ta sẽ tìm tới con hệ pua nhá. Pua đây. Đó, 30 này. Được, con này thì có thể recon tốt. Và mình sẽ đợi trong phòng tầm khoảng là 16 giờ 30 phút để có thể là recon xong con đầu tiên. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho con này sinh sản ấp trứng ra này, vẫn là một con hệ pua. Tiếp tục là hai con hệ pua sẽ được sinh sản với nhau ở trong này. Và cầu mong sẽ ra được một con Legendary Legacy nào. 8 giờ 59 phút. Thì không phải rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục ở phía dưới này là có một cái xem cái event xem quảng cáo. Ở đây ta sẽ có thể sẽ ra được cái cục op của con Legendary 2 ngày 8 giờ, hình như hôm qua là 3 ngày cơ. Từ chiều hôm qua. Và rồi chúng ta sẽ xem nào, có nhiệm vụ gì cần làm không. Tất cả các sự kiện ở đây. Đúng rồi, cho anh em xem cái con legend mới của chúng ta. Con đâu nhỉ?
con legend mới nó ở đâu ta? Từ mình cần xem cái hệ của nó thì mình sẽ biết được. Và đây, chúng ta sẽ xem cái con legend mới ở phía dưới này là con hệ gì ta? Không nhớ chỗ nó ở đâu. Con này là hệ vô cực, hệ ánh sáng và hệ sấm sét. Chúng ta sẽ tìm theo hệ nhá. 332 con rồng, và vừa thêm được một con rồng nữa, từ 331 lên một con là 332 rồng này. Chúng ta sẽ tìm theo hệ đi. Hệ vô cực này, đây. Rồi đây, phải cho xem tìm tất cả những cái rồng mà chúng ta đang có trong này. Con mới nhất của chúng ta đâu nhỉ? Đây rồi, con Lumi Dragon. Và con này thì mình đã cho lên cấp 15 rồi. Đi cái dạng tiến hóa cuối cùng của nó, nó ở sẽ trên một cái quả cầu phát sáng, quả cầu ánh sáng, cả điện luôn. Thì mình sẽ test thử con này cho anh em xem nhá. Con này nó cấp 15 à? Hình như nó sẽ cần đi cho một cái nhiệm vụ thì phải. Ở trong cái nhiệm vụ thi đấu này thì chúng ta sẽ có trong này phần quét. 8 giờ 9 phút nữa nó sẽ kết thúc à? Đó chính là cái Major Coin để có thể đi bước cuối cùng. Ở đây thì nó yêu cầu một con Legend này. Cái này thì cần khoảng 2 tiếng nữa nó mới bắt đầu được. Rồi mình sẽ test thử cái con kia mới cho anh em xem luôn. Chúng ta sẽ vào vườn cái Challenge. Trong này ta sẽ tìm một người nữa để thi đấu cùng này. Cấp 17 đi. Đây. Và ta sẽ tìm tới cái con level 15. Con nào nhỉ? Con Legendary chúng ta đang ở đâu nhỉ? Có nhiều rồng quá, đây rồi, con này rồi. Hệ vô cực, và mình sẽ chọn thêm hai con đi cùng nữa, đó chính là con 2 FR và một con nữa. Ok, và chúng ta sẽ thử test xem chiêu thức con này có mạnh không. Chiêu thức của nó sẽ đam tầm khoảng là hơn 600, rất là yếu. Có cái chiêu cuối cùng thì khoảng 1050 này. Chúng ta sẽ test từng chiêu một. Đầu tiên là chiêu cuối cùng này, chiêu cuối cùng là chiêu mạnh nhất con này. Nó sẽ phóng ra một cái luồng ánh sáng kết hợp với cả sấm sét, khá là đẹp. Một con rồng bùn, con rồng bùn này khoảng 2k máu. Tiếp theo ta sẽ dùng chiêu Legendary Wild, cũng nó sẽ là toàn một cái lớp 2k9, không chết con này. Chiêu này hơi yếu, có khoảng hơn 600 dam cơ bản thôi. Chiêu thứ ba là chiêu ánh sáng. Đấy, test nốt chiêu này luôn. Và mình có thể test luôn cả chiêu đầu. Đấy, nó khá là yếu, cấp 8, cấp 10, hai con cấp 10 và con cấp 8. Động đất, có chết không nhỉ? Khoảng 1k9, mình sẽ test cái chiêu đầu tiên, chiêu thường. Đấy, con này nhìn trông rồi. Element Dragon, thêm một chiêu nữa. Ôi, chết luôn rồi. Mình sẽ dùng con 2 Ferrer nhá, con nó khủng long chúng ta. Hiện tại nó đang là cấp B cộng, hiện tại vẫn là cấp B cộng. Đang quáng lựa cho lên cấp A trừ. Ok, sau khi ta test xong thì mình sẽ vào trong cái phần đấu trường để tiếp tục luyện cho lên 8k4 điểm rank. Chúng ta sẽ vào đấy, được 7000 kinh nghiệm. Hiện tại đang là 8k1, bị giảm khá là nhiều điểm ở đây. 25, 18 và 15 này, nó sẽ có thể đánh được. Chúng ta sẽ lựa chọn rồng về 3 con rồng chủ lực của mình trong này. Đó, đó thôi, chiến đấu. 3 con cấp độ A trừ. Rồi, và nó là hệ pua. Con này hệ gì ta? Hệ lửa thì sẽ cần hệ chiến binh này. Con này sẽ cần hệ bóng tối này, được rồi. Sẽ dùng con này trước. 20.000 máu, đối đầu với 30.000 máu. Hai chiêu thôi là con hệ pua kim loại. Kim loại thuần khiết này sẽ chết. Còn một chiêu nữa nhỉ? Ít nhất phải một chiêu nữa. Sắp lên A cộng rồi, con hệ pua sắp lên A cộng rồi. Hơn 3k, con này sẽ dùng chiêu bóng tối đi. Đây, chiêu bóng tối đây. Một chiêu, 17k máu. Con tiếp theo thì sẽ dùng chiêu chiến binh. Chúng ta sẽ đổi rồng sang con này và dùng chiêu chiến binh luôn. Một chiêu, 13k, chết luôn.
Chú sẽ được thêm 15 cái, à 17 cái cúp này. Và thêm bao tiền quái vật thì ở đây chúng ta lên được 8176, 28, 25 và 26. Con này thì sẽ bị khắc chế bởi con kim loại, con hệ điện. Nhưng mà nó hơi khỏe một chút. Có tăng công được không nhỉ? Tăng công thì chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Có được tăng công đây. Chơi luôn thôi, chúng ta sẽ đánh luôn. 28, 25, chỉ sợ nó là cấp A cộng thôi. A cộng thật. 34.000 đối đầu với 31.000. Công nó sẽ khỏe hơn một chút không? Như nhau cả. Hai chiêu này như nhau thôi. 10.000, đánh nó khoảng tầm 11.000 thì phải. 12.000 rồi. Khỏe thế nhỉ? Con này sẽ ngang bằng cái máu nó đây. Hai đòn thì ta mới sẽ giết được con này, chúng ta sẽ mất thêm khoảng 10k máu nữa. Khó chịu đây. Chơi sao đây? Tiếp theo là con này. Con này cũng là cấp độ A cộng rồi. Nó hồi máu à? Tốt. Chúng ta sẽ đánh thêm được một đòn nữa. Tuy nhiên nó hồi máu làm gì ta? Hơn 9k. Đánh khá là yếu nhờ, không khỏe lắm. Chúng ta sẽ dùng chiêu chiến binh. À, chiêu bóng đêm. Đáng lẽ mình không nên mất 9.000 máu cho con kia. Không sao, con kia thì mình cũng sẽ đánh cho hai phát nó chết thôi. 7k, đánh cực yếu luôn. Chiêu nào mạnh nhất nhờ? 1050 này, chiêu nào cũng được. Giật điện hoặc bóng tối đều được. 20.000 máu. Hay quá, team lần này không chết bất kỳ thành viên nào. Giật điện, một chiêu giật điện này. Win, và chúng ta sẽ được thêm 17 cái lên 8k2 chứ ta. Lên 8193. 27, 29 và 29. Bastion 29 nữa. Nó không được tăng công. À không, tăng máu, không được tăng máu lên. Con này cấp độ B thôi. 28 so với 34. Cần 3 đòn để giết nó. Thêm một chiêu. Chiêu nào cũng được. Energy và chiêu hệ kia cũng được. Hai chiêu đều là 1500 đam cơ bản. Thôi miên các kiểu. Thôi miên đã xong một con. Và tiếp theo con này là hệ chiến binh của 28k cả. Hơi mệt ở đây. Chúng ta sẽ đổi sang Super Terra. Vẫn đây là cấp độ A trừ. Super Terra đối đầu với kiếm sĩ. Kiếm sĩ không khí. Một chiêu. 11k máu này. Vào đây. 9k7. Sẽ đổi sang con này đi. Đã đổi con này đi. 9k9 này. Và con cuối cùng là nó sẽ là hệ ánh sáng thôi. Ánh sáng thì bóng tối. Bóng tối sẽ giết rất là nhanh. Tầm 2 đòn sẽ giết được nó thôi. Bảo toàn lực lượng. À con này lên A rồi này. Máu lên khá là trâu. Và thêm được khoảng 1.000 máu. Và thêm một ít đam thủ nữa. Sắp đến mức A cộng rồi. 3 trận đầu tiên là toàn thắng và chúng ta sẽ lên được hơn 8.200 thôi. Còn khoảng 200 điểm nữa thôi là ta sẽ được cái hòm mới. 29, 29, không đánh được. Con này không bị khắc hệ. Sky King. Zodiac cấp 25. Đây rồi, Zodiac Cancel. Nitrogen. Đấy đánh được. Terra, nước thì khắc chế bởi kim loại. Với Terra thì nó sẽ là chiến binh. Đẹp thế. Zodiac. Chọn sao cung hoàng đạo. Cung gì đây? Nhìn không nhìn rõ lắm. Mà nhìn đẹp thế. Đẹp thì một chiêu gần chết. Thêm 3 chiêu nữa là chiêu chiến binh. Đập đuôi. Con này cũng là Zodiac đây. Cung đây là cung gì ạ? Bọ cạp à? Đúng rồi. Cái này giống hệt cái cánh, nó giống hệt cái bọ cạp này. Nhìn đẹp nhỉ. Chất vai. Cái này như phải mua thì phải. Mua một tiền. Còn 4 đầu thì trong cái sự kiện rồi. Băng giá thì sẽ có lửa đây. Còn con này sẽ luyện lên cấp độ A. Mã chưa luyện lên cấp độ A ta. Một chiêu nữa. 4 trận đầu có vẻ rất là ổn. Chúng ta sẽ còn 2 trận nữa ở trong phần này. Khá là ổn rồi đấy. Chúng ta sẽ còn 2 trận nữa. Hy vọng là 2 trận sẽ toàn thắng. Và mình sẽ lên được khoảng 8k rưỡi. 25, 25, 21 này. Ngon. Sáng ngày đấy rất là may mắn, chúng ta gặp rất là nhiều team yếu thôi. Chắc là họ sẽ lên hết cái hệ Primer rồi. Thì dưới này sẽ còn toàn team yếu thôi.
một con Blue Island ở trong cái phim Avatar đây. À cộng à. Cũng khó chơi đây. Khó chơi 25-30k. Bây giờ với 34k. Bắn cung. 1 chiêu cuối cùng. Xong, con tiếp theo là con ánh sáng. Ánh sáng đổi sang chiêu bóng tối đi. Đây, chiêu bóng tối luôn. Chết luôn này, 19 cái máu. Còn cuối cùng là con ngựa gỗ. Ngựa gỗ sẽ là kim loại thì giật điện phát cũng chết rồi. Chưa chết được, máu nhiều quá. 21k kìa. Giật điện, một phát giật điện này 18k máu. Thằng nào lên đây? Đây sẽ là trận cuối cùng trong cái phần hệ trong cái đấu trường này. 30-28 mà gặp team yếu, team khỏe rồi. 27-25 Zodiac Vigo hoàn toàn đang có thể đánh được. Con kia sẽ bị khắc hệ. Đánh chuẩn là ta sẽ thắng rồi. 33k máu, ngang máu nhau luôn. Công nó sẽ tốt hơn một chút, tốt hơn nhiều. Đến tầm được khoảng 10.000 mình được tăng công mà. Còn nó sẽ được khoảng cũng 10.000 luôn. Chiều này sẽ được 11.000 không? 12.000 luôn, tốt, và giết được nó luôn rồi. Đã tốn một lượt. Đây sẽ đổi rồng sang. Con này sẽ để dùng để cho con Zodiac cuối cùng nha. Chúng ta dùng con này luôn này. Chó điện, chó sấm sét đều là A cộng cả. Kinh thật, luyện đáng sợ. Chưa là mạnh nhất của mình à? 1.500 đam cơ bản chắc là mạnh nhất rồi. Không có chưa nào mạnh hơn nữa. Hơn 11k. Con này thì sao? Đổi dòng. Nó là hệ Terra. Chiến binh A cộng Terra. Thêm một đòn nữa này. Lên 16k máu. Và chúng ta sẽ chuyển qua cái phần Lewis. Mình giành được toàn bộ là 6 chiến thắng mà không cần phải skip qua cái gì cả. Đây này, chúng sẽ đợi khoảng là bao nhiêu phút nữa để có thể đánh thêm. 25 và 19 đánh tốt này. Quá ngon luôn. Chúng ta sẽ mở thêm cái dương ở đây ra. Ở đây nữa. Hơn 5.000, cái gì đấy? Không có rồng cá mập à? Ồ, đẹp thế. Nhưng mà giá nó, ui, 500.000. 500.000 một con này, đẹp thế. Con gì ấy? Danger Shroud Dragon, hệ Primer đầu tiên. Con này chắc dùng trong đấu trường đây mà. Rồi mình xem có cái gì nữa không. Legendary. Con gì đây? Con rồng sao nó có cái phao à? Phao rồng trông hài quá. Food Offer Galaxy Fire. Cái này thì vẫn chưa biết mặt con gì cả. New VIP vẫn là con này thôi, không có gì nhiều. Phần Game Offer đấy, tất cả vẫn chỉ có thế. Chúng ta sẽ quay trở vào để có thể là boost gold lên này. Cần lấy thêm một viên game ở đây này, có lấy không nhỉ? Được, lấy thêm một viên game đó. Và tiếp tục là đánh trong phần Liquid. Mình có 3 trận trong phần Liquid này. Luyện tập thì rất duyên với luyện tập cho Skeleton King rồi. Luyện tập thôi, lên. Con này ta sẽ hạ gục nhanh thôi. 1.800 à? 18.000 à? Đổi sang con này. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng chiêu đây. Chiêu mạnh nhất của chúng ta đó chính là không được, chiêu mạnh nhất là chiêu này thì nó bị khắc hệ rồi. Thôi dùng cái Ninja Star cũng được. Cũng chết luôn. 33.000, con này thì phải đổi đây. Đổi rồng này, để con này đánh trước đi. Đánh 1-2 phát trước đi. 23k. Vào đây. Một chiêu này 11.000. Tầm khoảng 9.000 mất đúng không? Chúng ta sẽ dùng cái này. Cắn nó phát. Một phát này 19k. Vào đây. Bóng tối ta sẽ có chiêu Terra. Khá là khỏe. Claim này. Và chúng ta được thêm 90 coin nữa kìa. Ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục. Còn 2 trận nữa, tức là 2 trận, một con hệ pua. Cái này khắc hệ tốt thôi. Đấy, đánh nhau luôn. Tiến lên, một phát cắn này 35.000. Kamezuko, thêm một chiêu nữa.
chiêu Terra khắc hệ luôn rồi. Đấy phát nào chết vào đấy. Cân 3 luôn à. Đáng sợ phết nhờ. Một phát cân 3, 35.000. Wow, cực nhanh luôn, nhờ đánh thì siêu nhanh rồi. Sắp lên, chắc là sắp lên cái mức độ A trừ rồi. Đây nhanh cái mức độ như thế này. Toàn hệ pua thì mình sẽ xử lý nhanh thôi. Ở hệ hoa này, hệ hoa thì mình không có. Con này thì thế giới cổ xưa. Chết luôn. 15.000 thì cũng là một. Ôi trời, chiêu này chiêu yếu mà. Chiến binh sẽ yếu với nước, quên mất. Thủy Long, rồi cho sẽ cắn nó phát. Này, phát chết 16k. Còn cuối cùng là chiến binh thì mình không có nước, không có cái gì cả. Thì đánh bằng chiêu ninja đi. Ninja là mạnh nhất rồi. Cũng tầm khoảng được 17k. Đã xong. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game Dragon City. Bye bye.